chai rượu tiếp theo mà làm tôi cực kỳ ấn tượng trong năm nay đó chính là một chai Chichibu mà tôi đã có dịp được uống tại quán bar huyền thoại Highlander Inn trong chuyến đi Dufftown vừa rồi. Cái cảm giác của uống trong cái quán bar Highlander Inn đó thực sự là khác biệt. Ngày đó tôi đã uống một lai Chichibu bao gồm các chai. Chai đầu tiên tôi uống đó chính là một chai Chichibu nhưng mà đóng riêng cho Highlander Inn. Và sau đó tôi đã được thử một chai còn tuyệt vời hơn nữa, đó chính là một cái chai ủ trong thùng red wine, thùng vang đỏ. Nhưng mà loại vang đỏ này nó cũng là vang của Nhật luôn. Vậy nên là cái chai rượu này là 100% là của Nhật. Nói qua cho mọi người biết một chút về Chichibu. Chichibu là một trong những nhà trưng cất nhỏ nhất tại Nhật Bản. Và ở đây thì họ làm rượu cực kỳ chất lượng luôn. Nằm ở thành phố Saitama, có một cái mùa đông rất là lạnh và mùa hè thì rất là nóng. Vậy nên chúng ta có cái độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất là lớn. Cái điều này ấy đã giúp cho rượu ở Chichibu trưởng thành nhanh hơn bình thường.